Những diễn biến của VCS 2024 mùa hè, chúng ta đang chuẩn bị đến với cặp trận đấu solo. Và để coi coi là ai sẽ được người giành chiến thắng và như cũ là ai thắng gọi đó được chọn bên. Một thể thức mà chúng ta đã tương đối là quen ở trong giai đoạn mùa xuân rồi, khi mà lúc đầu thì có vẻ là khá khan hiếm. Nhưng ở giai đoạn sau thì chúng ta thấy là tương đối nhiều những cặp trận solo và đã có những kèo như là solo Yasuo, solo Serat, hay cả là những kèo nó mang tính chất là try hard hơn khi là họ đều chọn những cái vị tướng thuận tay, đều có cả. Thì không biết là anh Chu đang mong chờ gì ở cặp trận solo này. Yumi nhờ. Mà tưởng tượng hai mèo ở bồ vào nhau là tôi đã thấy nó hấp dẫn tới cái mức độ nào rồi. Solo Yumi à? Thì đánh bao giờ vậy? Hơi khó rồi. Ok, Taki hỗ trợ và một trong những người chơi phải nói là cực kỳ máu chiến ở trong VCS này. Và phía bên kia đối thủ sẽ là Bun à. Bun. Không cần bàn tới câu chuyện của Bun rồi. Bun hiện tại cũng đang có một phong độ tôi cảm giác gọi là mức độ tốt. Cái cần bây giờ của Bun sẽ là cần có được một cái pha solo thắng chẳng hạn. Với pha solo thắng này thì biết đâu đó lại có được cái phong độ, cái tâm lý tốt hơn dành cho solo. Tiêu Anh thua 1-0 à. Để coi coi là sẽ quay trở lại câu chuyện cũ. Quay trở lại câu chuyện cũ thì Bun với lại Taki để coi ai sẽ là người giành chiến thắng. Anh trong theo anh nghĩ thì bây giờ bất vị tướng gì là anh cảm thấy thích? Tôi nghĩ là để cho cái trận mở màn này nó hấp dẫn thì nên tôi nghĩ là không biết là hai anh chàng này đã có một vài cái lời trò chuyện nào với nhau hay chưa. Mà tôi nghĩ rằng là nếu mà trò chuyện rồi thì nên một cái kèo gì nó trùng nó sẽ hay hơn. Nó sẽ khiến cho cái ván thiệp nó giảm bớt cái độ căng thẳng đi khi mà cả hai ván đấu trước đó đều là những cái cuộc chiến mà tôi thấy rằng là rất là hay. Bởi vì chúng ta thường thấy là VCS thì hay đánh theo cái lối đánh gọi là phóng khoáng nhiều hơn. Nhưng mà trong hai ván đấu vừa rồi thì chúng ta đều thấy là hai bên đều triển khai đến cái lối đánh macro rất là hay. Và đó là cái sự đặc biệt đến từ cái cặp trận đầu tiên này. Thì để xem nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì Taki cũng là người mở màn cho cái trận solo đầu tiên. Vai ta giành chiến thắng thì lần này có là như thế không này? Và cũng đó cũng là một cái cớ không đẹp của Taki nha, tại sau cái pha solo thắng đó xong tôi nhớ làm như là Team Secret họ cũng không có được cái ván thi đấu thứ ba thành công lắm. Để coi là cắm và chọn sẽ như thế nào. Các cắm và chọn thì bây giờ tôi cảm giác chỉ là những cắm và chọn thì cực chậm hứng thôi, sẽ không có bất cứ một cái vấn đề về câu chuyện là hai vị tướng mà hai thành viên muốn chọn là ai. Không còn Odin, không còn Olaf, không còn Kalin, không còn Kalista. Lucian hồi lúc trước cũng là một thời nha, một thời quanh tạc solo. Tức là cứ vô solo là Lucian được phất phích. Cho nên tôi cảm giác nó có thể là một vị tướng bao pick ở trong cái lực cấm hoặc là trong lực lựa chọn từ một trong hai bên. Lucian, Raven, Volibear. Đây, Raven đã bị cấm đi rồi. Thì vẫn còn đó là những con bài có thể solo một cách tương đối là mạnh. Thì để xem hai bên có muốn lựa chọn nó hay không đây. Rumble bị cấm à? Thực ra Rumble để mà solo thì nó sẽ là, tôi nghĩ rằng là hơi khó chịu thôi. Chứ còn để mà ngay lập tức hạ gục đối phương thì cũng sẽ mất tương đối là nhiều thời gian. Hammerdinger à? Bên kia biết luôn Hammerdinger là cuộc chiến vũ trang à? Căng nhờ. Cuộc chiến khá căng đến từ hai bên khi mà những món vũ khí thượng hạng dựa trên những khẩu súng của họ có thì mọi thứ nó sẽ tương đối hấp dẫn để chúng ta có thể chờ đợi đến cả hai bên. Nhưng liệu như tôi nói từ ban đầu, thật ra cũng là cuộc chiến vũ trang đấy. Nhưng có lẽ bên phía của Bun quyết định chơi tay không? Anh ta quyết định là đấu với lại một khẩu súng cực kỳ lực đến từ bên phía của Taki. Thì để coi liệu tay không thắng hay là hai khẩu súng trên tay của Lucian có thể giành được chiến thắng. Một bên sẽ là Kung Fu Panda, một bên là Gun Fu Panda. Gun Fu đến từ Taki. Và Taki ở trong trận playoff thì cũng đã chơi vai trò xạ thủ rồi. Chắc chắn là anh ta cũng sẽ không lạ lẫm gì với những cái vị tướng như là Lucian. Phép bổ trợ thì sao đây? Tốc biến và thanh tẩy đến từ Bun. Và tốc biến lá chắn đến từ Taki. Như vậy là cũng sẽ không có quá nhiều những cái sự gọi là đột biến về mặt phép bổ trợ. Nhưng mà nếu thanh tẩy đến từ Bun thì Taki đâu có gì để thanh tẩy đâu ta. Anh ta đang nghĩ rằng là Taki sẽ cầm một cái gì đó đột biến ở đây. Tôi cũng nghĩ vậy. Tại vì giờ nếu như bạn sợ một con gấu bay vào vồ mình thì có thể sẽ là một cái kiệt sức. Nhưng tôi cảm giác cái kiệt sức đối với Lucian nó không cần thiết lắm. Cái cần vẫn sẽ là một cái lá chắn hay là một cái gì đó để giúp cho khả năng bị khống chế đến từ Lucian sẽ bị hóa giải với cái thành tẩy chẳng hạn. Ok, nó vẫn có thể được. Đó là những cái mà chúng tôi muốn nhắc tới. Còn lại thì việc chọn phép hỗ trợ nó cũng sẽ rất quan trọng dành cho hai bên luôn. Vậy là bước vào ván đấu này thì tạm thời là Bun đã bất lợi hơn một chút xíu và phép hỗ trợ rồi khi anh ta cầm túc biến và thanh tẩy. Không biết được là trong những giây cuối anh ta có suy nghĩ lại hay không thì cái đó thì chúng ta sẽ chờ đến khi màn hình in game hiển thị thì mới biết được. Nhưng cái vẻ mặt của Bun thì vẫn đang là rất tập trung. Chắc chắn rồi, một ván một showdown khởi màn như thế này thì ai cũng sẽ là một người muốn giành chiến thắng. Với lại cái ván 2 thực ra anh ta cũng không vui lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với solo. Rồi đổi rồi. Quyết định là ta kia là đổi. Anh ta quyết định là lấy lá trắng để có thể gia tăng cái tỷ lệ sống của mình càng lâu càng tốt. Còn trong cái đó Bun thật ra đang cầm một cái bảng phép hỗ trợ mà khá dễ bị outplay nha. Cái thiêu đốt mà nó không chọn đúng thời điểm là bị lá trắng outplay là rất là mệt mỏi dành cho Bun.
Taki là người khởi đầu trước. Bằng một cách nào đó Taki là người bún đi ngang qua, bún bay vào vồ luôn. Ta cố tình đấy. Bún bay vào vồ luôn. Và anh ta vồ được, anh ta cũng sẽ lấy lượng máu của đối phương hai phát bắn vào đôi tay. Taki cần phát bắn thứ ba thì mới lấy được lượng máu của mình. Một lợi thế đến từ người chơi được trên bên phía của Cerberus. Nhưng sau đó thì mọi chuyện đã không còn hỗn. Gấu trốn bụi à. Hai anh bút đến từ bún. Và để coi liệu có những pha xử lý hai anh bút này đến từ bún nó có thành công hay không đây. Lần thứ hai anh ta bay lên, anh ta cạp Key này sẽ có lợi thế. Và cái đối tượng Taki vẫn đang bị kẹt, bị mất máu tương đối nhiều. Thiếu đốt của bún là thiếu đốt chất lượng. Một tình huống thiếu đốt hay đến từ bún để có thể lấy được tối đa lượng máu của Taki trong nhịp mà xạ thủ Lucian trong tay anh chàng này đã bị làm choáng. Và tốc biến lên. Tốc biến lên luôn. Lao lần tấn công. Liệu là sao? Tích tích như. Rất khéo đi từ Taki. Bây giờ là phải triệu hồi đồ cú tác sấm sét. Phải là những cú tác sấm sét đến từ Kung Fu Panda của Bun. Thì lúc đó anh ta mới có thể có được cái chiến thắng ở trong cái pha solo đầu tiên này. Bây giờ nếu như bạn ăn được một mạng, thật ra nó cũng chưa kết thúc. Đúng. Vẫn sẽ cần thêm một vài tình huống nữa đến từ Bun. Nhưng nó vẫn tiếc thật sự, nếu như mà con gấu này nó cầm súng thì chắc là nó khác lắm rồi nhờ. Nó thò con súng ra là mọi thứ nó khác rồi. Nhưng tiếc gấu này đánh tay. Và nó vẫn chưa đủ để giúp cho Bun có thể có được một màn trình diễn gọi là hoàn hảo với mạng hạ gục đầu dành cho bản thân của mình. Và Taki cũng đã có được cái hạt hồi phục này. Tương tự là Bun, hai người chơi sẽ đều có được lượng máu tương đối lớn. Nhưng nếu ở cấp độ 6 thì tôi đánh giá cái sự nguy hiểm của Bun nó sẽ là cao hơn. Đúng rồi. Nhưng bây giờ anh ta vẫn đang phải cố gắng nấp bụi để né đi khỏi những tướng cấu diện. Taki đã tìm thấy nhau rồi. Và Taki quyết định chơi an toàn tình huống kẻ quỳ hay. Và đây cấp độ thì sao đây? Ai sẽ người lên 6 trước? Vẫn đang đợi. Taki từ đấy giờ tác động lên hơi nhiều. Tôi cảm giác Taki sẽ là người lên cấp độ 6 trước. Bun hiểu được vấn đề đó cho nên Bun bắt buộc phải bấm B về trước rồi đấy. Anh ta hiểu được. Anh ta biết tầm này đánh nhau nó sẽ hơi mệt một xíu. Nhưng Bun vẫn đang đứng đợi, Bun đang dụ. Taki đã cấp độ 6, Bun vừa rồi gọi sấm. Nhưng nó chịu quả lắm, Taki từ đấy giờ nó chưa khá hay. Và lá chắn của Taki nó hồi lại nhanh hơn một tí xíu để có thể outplay được một cái thiếu đốt của Bun sẽ có thể bung ra vào một thời điểm nào đó. Taki sẽ muốn nhiều hơn. Taki không chỉ muốn dừng lại ở lính, anh ta đang muốn có được thêm nhiều lớp kia nữa. Anh ta đang cố gắng tích một đợt lính lớn nhất có thể để có thể biến về và sau đó trở lại khu vực đường của mình với lượng trang bị vượt trội hơn. Bun đã về nhà và anh ta xách ra đó là một cái giày thép gai. Taki bóc được bộ lốc lên trụ, được hưởng thêm 125 tiền với cái lượng chỉ số lính chênh lệch như thế này. Thì tôi nghĩ rằng trong cái lần trở lại khu vực đường, Taki sẽ cầm một lượng trang bị là tương đối lớn. Gấu mang về thì vẫn ngon đấy. Úi trời ơi, Bun cảm thấy những con lính nó vẫn thơm hơn. Anh ta cảm giác lượng chỉ số lính là một cái gì đó khá quan trọng. Khoảng thời gian này vẫn sẽ là khoảng thời gian tương đối chiêu dành cho Bun để có thể lên được cấp độ 7. Bởi vì anh ta biết là sau cái thời gian mà anh ta đang mua đồ thì đối phương đã hơn anh ta 2 cấp độ. Và khi anh ta quay trở lại, anh ta lên cấp 6, lên cấp 7 ngay lập tức. Và thêm nữa là có được thêm cái lớp khiên nữa để giúp cho Bun sẽ trong một trạng thái vô cùng thoải mái. Taki muốn tranh chấp. Ôi Bun chơi bên trong trụ à, Bun chơi căng thế. Bun có nhiều cuối, Bun sẵn sàng 1-1. Nhưng Bun cảm thấy 1-1 không nổi, anh ta đang bị súng bắn quá kinh. Và Bun đang phải bỏ chạy, Bun sẽ bị tấn công. Bun sắp sửa nằm xuống Taki. Anh ta lướt bên trong là ta có thể dứt điểm được. Nhưng Taki chơi một cách hơi ngượng ngùng. Anh ta chưa kịp hồi lại bộ kỹ năng của mình. Và đó là điều mà khiến cho Bun anh ta may mắn thoát được trong tiếng vừa rồi. Một cái động thái nó hơi thừa đến từ Bun. Bởi vì hoàn toàn anh ta có thể để cho Taki được hưởng chung cái điểm hồi phục đó. Và sau đó tấn công vào những nhịp sau, nhưng ta đã mất quá nhiều thứ rồi. Bây giờ ta tiếp tục phải trở về nhà và mua thêm một quyển sách cũ. Còn trong khi đó Taki ta được hưởng rất nhiều lính ở đây. Người ta sẽ có thể xách được thêm những món trang bị nó tuyệt vời hơn. Có lẽ là như vậy. Bây giờ cái cần là đợi coi là sẽ làm gì ở trong giai đoạn tiếp theo thôi. Liên tục để những tướng cỏ sắm nó từ Bun để gia tăng thêm lượng chiến lính dành cho bản thân của mình. Một thế trận khá căng nhờ. Tôi cứ ngỡ như thế trận này Taki sẽ là người có được lợi thế lớn lắm. Nhưng nó vẫn đang có một khoảng cách về việc làm mạng hạ gục. Đồng ý là trong giai đoạn này Taki vẫn đang là người có được chỉ số farm tốt hơn. Nhưng đợi tới thời điểm đó tôi cảm giác là đã quá trễ. Đó cũng sẽ là lúc mà hai bên bắt đầu ăn thua nhau dựa trên việc là ai là người có được cái chiến công đầu. Thể thức này của chúng ta thì sẽ không có cái điểm chiến thắng là 100 lính thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm. Đúng rồi. Chỉ có điểm chiến thắng là lấy đi được trụ đầu hoặc hai mạng gục mà thôi. Thì bây giờ Bun cũng đã khai thác được hai lớp kiên trụ bên cái trụ của Taki rồi. Những cái động thái máu về trụ cũng đang là tương đối ngang nhau. Nhưng Bun vẫn đang rình rập ở đây, anh ta thua Taki một cấp độ. Để xem anh ta có làm gì hôm nay. Ui, chọn đúng nơi luôn, cặp cái luôn, hay. Bun chọn thời điểm hay đấy chứ, tức là Bun đoán được cái tình huống đó. Nhưng vẫn câu chuyện cũ là súng nó vẫn dài quá, nó khiến cái tay. Rồi, Taki lướt lên cho Taki không cái tầm. Cho nên Taki không dám lao vào đánh. Bởi vì Taki biết tầm này nếu như lao vào Bun một phát mà bạn không chắc được là cái bão tố hay là cái gì thì bị cạp rồi nọ. Mọi thứ sẽ rất là tan hoang. Taki đang muốn ăn luôn cái hạt hồi phục còn lại. Anh ta đợi cho nó hồi sinh ra để anh ta ăn. Và ta thành công với câu chuyện đó. Người ta đang đẩy được một đợt lính tương đối lớn và sẽ bóc được thêm những cái khiên trụ đến từ Bun. Và xem Bun sẽ xử lý được bao nhiêu cái lính trong đợt này đây. Đã có con xe rồi. Taki bị trụ bắn phát. Và hiện tại thì cái thời điểm để cho Taki thắng nó cũng đang rất là gần kề. Bun bật quy chạy qua chạy lại để né đạn. Và anh ta né được vài phát. Nhưng mà chắc chắn là cái lượng đạn mà ta hứng cũng hơi nhiều đấy. Bun bắt buộc bấm B về.
thời gian vẫn còn để cho Bull có thể gỡ. Còn ngược lại Taki, thời gian đã ủng hộ ta rất nhiều, bởi vì càng về sau một cái lớp khiên bị bóc như thế này thì tỷ lệ Taki thắng là rất cao rồi đấy. Chính xác, cái lượng máu của trụ đến từ cái trụ của Bull không còn nhiều nữa, nó đang gần tiến tới cái mức khiên cuối cùng rồi. Và Bull sẽ muốn hưởng được nốt những cái đợt lính này. Trong khi đó Taki anh ta về nhà và mang ra gì đây? Bó tiền ánh sáng. À, không, anh ta nhầm công thức. Anh ta muốn lên móc diệt nhưng mà quên mất rằng là bây giờ bó tên đã sửa rồi, chứ không còn là một cái bó tên như là phiên bản trước nữa. Không sao cả, anh ta vẫn đã sửa lại kịp thời với cái dù nhanh nhẹn này, cộng thêm lông đuôi nữa. Chậm một chút xíu khi anh ta phải lên một cái huyết trượng, nhưng đó là cái món đồ cần thiết để giúp cho những tình huống và Taki có thể hồi phục lại sau những nhịp trao đổi sát thương với Pool. Tôi không hiểu tiếng Anh nhưng hình như cái đó là vòng ý bò là sắp cái vòng bò sắp đến. Vòng bò sắp đến. Và liệu Cerberus, một trong những đội mà rất nổi tiếng về game bắn súng sinh tồn, thì đấy coi họ có thể tận dụng tốt vòng bo này hay không đây. Để coi liệu vòng bo có thể ủng hộ Cerberus hay không đây. Đang rất là hồi hộp đến từ bên phía của Cerberus. Còn trong cái đó là team Secret họ vẫn đang rất thong thả, đặc biệt là Taki. Taki biết thời điểm này là vòng bo nó chưa vô, cho nên là anh ta có thể về mua thêm trang bị, kịp một nhịp nữa, kịp một nhịp biến về nữa. Rồi, đã bấm B về và ra kịp thời điểm mà cái vòng bo đã xuất hiện đến từ bên phía của hai bên. Ai sẽ là người giành chiến thắng chung cuộc? Vòng bo sẽ ủng hộ giành trai. Và ai sẽ là người có được cái màn chọn bên một cách cực kỳ thoải mái? Sẽ lại đây. Đây là bo đi đâu vậy Trung? Bo như là hơi hướng xuống nửa dưới đúng không? Nếu mà thu bo như thế này dưới là... Đây bo... hơi xuống có cái góc không ăn. Bo đó thì nó tủ vô giữa. À nó sẽ là giữa. Nó sẽ là giữa. Nó không phải là cái game bắn súng. À tôi lại tưởng đây. Là nó lại có một chút may mắn như thế nữa. Đây đâu phải là khu trường học cái gì đâu mà. Rồi, để xem nào. Vòng bo đã vào gần tới nơi rồi. Thanh trừng bật ra. Thanh trừng bật ra, Taki đang đẩy đối phương bên trong từ tới khó. Bull quay trở lại với chiêu cuối của mình đang sẵn sàng tấn công của Taki. Đang đẩy Taki bên trong cái vòng bo trước. Taki sẽ là người hưởng vòng bo trước nếu như anh ta cứ bị đẩy ra như thế này. Bull đang đẩy đối phương, Taki đang bị cạp, Taki bị chính tiêu đốt, Taki vẫn đang bắn, Taki có lá chắn. Và Bull đang gọi sấm tốc đánh lên cả một cái. Anh ta đang hưởng cái đó. Một cú cạp của Bull. Hay thật sự. Hay thật sự dành cho mình phía Severus. Vẫn là câu chuyện cũ đúng không? Team có kinh nghiệm. Team có kinh nghiệm. Cũng là vía của một cái bộ môn khác. Nó cũng đúng có rồi. Thể là truyền ra cho bộ môn này. Nó rất tuyệt vời khi Pool đã có được chiến thắng đầu tiên.